Dạy thêm, học thêm luôn là chủ đề khiến dư luận quan tâm và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Vấn đề này càng nóng hơn khi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đề xuất đưa dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Và chính phụ huynh là đối tượng đồng tình với đề xuất này vì nó mang lại nhiều lợi ích. Con tôi hiện tại cũng đang học ở một trường công lập. Tuy nhiên thì cháu cũng lại đang phải học thêm ở ngoài. Thì cũng không khác gì là gia đình đang cũng phải đầu tư thêm để con theo học ở các thầy cô giáo ở ngoài. Cũng không khác gì đấy là các cô giáo cũng đã đang có thể nói là kinh doanh kiến thức của mình. Thì tại sao ta không thể đưa cái việc này nó thành là một cái công việc là chính thống được nhỉ? Như đợt trước thì dạy chui hay là dạy thêm thì nó sẽ tự, nó là theo cái kiểu dạy tự do. Thì bây giờ nếu mà được đưa vào quản lý thì chị nghĩ là nó sẽ có những cái quy định chung mà khiến tất cả mọi người đều phải theo, thì tất nhiên là sẽ các cái kiến thức nó cũng sẽ ổn định hơn. Thực tế, việc học thêm dạy thêm nếu xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của người học và người dạy thì không đáng bị lên án. Tuy nhiên, cần hợp thức hóa việc dạy thêm để cơ quan chức năng dễ dàng quản lý và tránh các hình thức biến tướng. Và có một thực tế là cũng đã có một số quốc gia là cấm cái việc dạy thêm học thêm, nhưng cuối cùng nó để lại hệ lụy rất là khôn lường. Thậm chí nó gây ra có nhiều cái biến tướng hơn nữa, tức là người ta sẽ lại dạy bằng một cách này hay dạy bằng một cách khác, và phụ huynh lại tiếp cận đến thầy cô để dạy thêm học thêm, không có cách này sẽ bằng một cách khác. Nhưng khi mà không được quản lý mà bị cấm như vậy ấy, thì cái việc tiếp cận với thầy cô nó trở nên khó khăn hơn, đồng thời thậm chí là cái chi phí cho cái việc dạy thêm học thêm nó đẩy lên rất là cao, và cái việc quản lý là rất khó khăn. Nên là theo góc nhìn của mình là sẽ không cấm, nhưng mà chúng ta phải quản lý sao cho nó hiệu quả nhất. Theo các chuyên gia, song song với đề xuất đưa hoạt động dạy thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giải trình phương pháp quản lý để chống tiêu cực và đưa hoạt động dạy thêm học thêm đi đúng hướng.